Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại cùng kênh yêu anh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ đổi hướng một tí để cho cái không khí ngắm hoa của mình hơi có sự khác biệt nha các bạn. Thì bình thường mình đã quay cho các bạn rất là nhiều dòng dendro, đặc biệt là dendro chớp. Thì hôm nay mình sẽ quay vào một dòng cataya cũng khá đẹp và được quý cô chú anh chị và các bạn săn đón trong thời gian gần qua rất là nhiều nha. Thì cái mặt hoa của mình đang quay và giới thiệu cho các bạn được mang tên là 40 và hiệu riêng nha các bạn. Một mặt hoa hết sức nổi tiếng và mưa ầm gió trong thị trường cataya, mà hầu như tất cả các anh em nào mà chơi cataya đều biết cái mặt hoa này. Thì về cái mặt hoa này, nó có một màu vàng tươi, một vàng cam rất là đẹp và nổi bật. Hoa thì hết sức là to, các bạn thấy không? Hoa và hết sức to, bằng to hơn bằng tay của mình nha các bạn. Thì cái hoa này thì cái phần lưỡi của nó màu đỏ rất là đậm. Thì cái lưỡi này thì nở thì nó cũng có hơi bị lỗi nha các bạn. Nó không được căng ra hết cái lưỡi đó. Thì tuy nhiên cái lưỡi có phần hơi bị lỗi đó thì nó cũng làm cho cái hoa nó hết sức thú vị đó. Về trong hoa hết sức là sáng nha các bạn. Cái lưỡi thì màu rất là đỏ và rất là nổi bật luôn. Một màu vàng cam rất là đẹp và nổi bật. Đây các bạn hãy ngắm nha. Đây mình đang có hai chậu. Một chậu nó vừa hé nụ thôi. Các bạn thấy cái chậu này thì cái lưỡi nó không bị tật nè, rất là đẹp. Màu đỏ rất là bắt mắt, bên trong có nhĩ vàng. Còn cái này thì nó đã nở ra rồi. Cái hoa này thì khoảng 2 ngày nữa nó sẽ căng rất là đẹp nha các bạn. Đón nắng rất là đẹp, màu thì bây giờ nó chưa lên. Thì những cái cánh đài nó còn màu vàng nhẹ, nhẹ thôi, chưa có đậm màu đó. Còn cái màu hoa của cái hoa to này thì nó đã ăn nắng rồi, căng hoa thì nó đậm màu hơn rất là nhiều. Còn cái phần lưỡi của này, đặc biệt của dòng 40 thì riêng, và nó rất là đặc biệt, rất là đậm và nó bật đối với cái hoa. Hoa cực kỳ là to nha các bạn đó. Thì sau đây mình cũng xin mời quý cô chú anh chị và các bạn mình ngắm nhìn lại mặt hoa cataya được mang tên và 40 thì riêng. Và mình sẽ quay thêm nhiều video khác giới thiệu về các mặt hoa, không những riêng về cái hoa dendro chớp của mình nha. Mình sẽ quay tất cả các dòng hoa lan nói chung cho các bạn cùng ngắm nha. Và sau đây mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn.